Nhưng càng giải thích lại càng loạn thêm. A Châu bị mặc định chính là yêu nữ, Hải Sinh lại chỉ tin vào lời của mẹ hắn mà không chịu tin A Châu. Nội tâm A Châu tổn thương sâu sắc sau khi bị nhốt vào ngục tối. A Châu luôn nghĩ là Hải Sinh sẽ đến cứu nàng. Anh trai nàng không thể cứ đứng nhìn được nữa, liền ở bên cạnh A Châu, nói là lập tức có thể đưa nàng đi. Nhưng trong mắt A Châu vẫn luôn cho rằng Hải Sinh nhất định sẽ đến cứu nàng. Lần này yêu nữ mắt đỏ hóa thân thành pháp sư, nói rằng lão phu nhân chỉ có ăn đôi mắt đỏ ấy mới có thể chữa khỏi bệnh được tên mất não Hải Sinh. Vừa nghe tới đã chạy đến nhà lao. A Châu cuối cùng cũng đợi được Hải Sinh, nhưng đợi anh ta đến lại không phải để cứu nàng, mà lại muốn móc mắt của nàng. Cho dù A Châu có giải thích như nào cũng đều không có tác dụng gì. Gặp phải người đàn ông không có não như vậy, A Châu lòng đau như cắt. Được thôi, muốn mắt của ta đúng không? Vậy thì bây giờ ta sẽ cho chàng. A Châu ngay trước mắt Hải Sinh tự mình móc mắt, đem đôi mắt ném xuống mặt đất, lạnh lùng nói một câu: người cút đi. Nhưng không còn đôi mắt ngọc nữa, A Châu không khác gì phản nhân. Hải Sinh đem đôi mắt ngọc đưa cho yêu nữ mắt đỏ làm thuốc. Yêu nữ mắt đỏ đưa chiến lợi phẩm cho yêu cây. Ở một diễn biến khác, để dập tắt nỗi hoảng sợ của bách tính, huyện lệnh chuẩn bị thả A Châu vào trong lồng, thả vào dòng sông dìm chết kẻ vô tình. Hải Sinh chỉ mải chăm sóc mẹ, không thèm đến nhìn A Châu một lần. Sau khi bà mẹ tỉnh dậy, nói ra bản thân cũng không nhìn rõ mặt của hung thủ, bây giờ giết A Châu thật ra cũng hơi vội vàng. Nhưng A Châu hiện tại dưới sự kích động của dân chúng đang bị dìm xuống sông, nhưng mà loài người căn bản không biết rằng rồng trời sinh ra đã sống dưới nước. Hơn nữa A Châu còn có một người anh luôn luôn hiện diện. Dưới sự giúp đỡ của anh trai, A Châu biến thành bạch long, một bước thăng thiên. A Châu sau khi niết bàn mượn mắt của anh trai, pháp lực tiểu long nữ càng lợi hại thêm của mình. Mắt rồng, một con yêu nữ muốn có là có được hay sao? Nàng đem yêu nữ vứt xuống sông dìm chết à? Tận mắt nhìn thấy thần long xử tội, lệnh quan cũng bị dọa cho phát ngốc. Hải Sinh đột nhiên tỉnh ngộ, bản thân đã trách nhầm A Châu, đã từng si tình, đã từng tuyệt vọng. Nàng giờ đây đã trở thành tiểu long nữ cao quý, không còn là A Châu ngốc nghếch. Xem xong bộ phim này, không thể không làm cho tôi nhớ đến một câu nói: phụ nữ khóc nhiều rồi, cứ coi như tình đầu yêu nhầm người cũng có thể cạn cả nước mắt. Cho nên nếu có một con gái đối tối với bạn, si tình với bạn, làm mọi chuyện vì bạn, đợi đến khi cô ấy thật sự tuyệt vọng, bạn có hối hận cũng không kịp. Mỗi ngày một bộ phim nhỏ, hoan nghênh mọi người đã ủng hộ kênh của chúng mình. Và đây là phim cổ trang tâm lý tình cảm rồng không.